Mẹ, những gì con nghe có phải là sự thật không? Có phải đôi mắt của con đang có là của người khác? Có phải mẹ đã dùng tiền xúi người ta bóc mắt của người khác không hả mẹ? Mẹ nói cho con nghe đi, tại sao mẹ lại làm như vậy chứ? Con được sáng mắt vì có một kẻ bị mù sao? Như vậy thì ác đức lắm mẹ à. Tại sao mẹ lại làm như vậy chứ? Mẹ nói con nghe đi mà. Mẹ, xin lỗi. Má của con đừng, không thể chữa trị được. Nhưng mà không thể gì vậy mà mẹ nhẫn tâm chọc mù mắt của kẻ khác được. Con chỉ nghe thôi mà con đã thấy kinh sợ rồi. Vậy thì đôi mắt mà con đang có là của ai? Bây giờ người ta sống ra sao với đôi mắt không còn nữa hả mẹ? Tại sao mẹ lại làm như vậy hả mẹ? Mẹ không biết. Hắn nói con người sắp chết, cần tiền nên hiện mất. Mẹ, nhưng mà mình làm như vậy ác đức lắm mẹ có biết không? Con không muốn mang đôi mắt có được bằng một thủ đoạn bất nhân như vậy. Con sẽ bóc mắt để trả lại cho người ta. Đừng vậy. Con sẽ bóc mắt trả lại cho người ta. Mẹ nói bà Phú, đến lúc này thì bà không thể nào che giấu được nữa rồi. Bà cho phép tôi được nói chuyện với cậu Bảo về chuyện này được không? Dì Nguyên, dì cũng biết chuyện này nữa sao? Dì biết chủ nhân của đôi mắt này hay sao? Dì nói cho con biết đi. Bây giờ người đó đang ở đâu? Và người đó ra sao? Con có thể gặp người đó được không hả dì Nguyệt? Người đó đã chết rồi. Thật sao vậy? Nhưng mà tại sao họ chết? Không lẽ vì bị móc đi đôi mắt mà họ đau khổ họ nguyên sinh hay sao hả dì? Trời ơi, vậy là bệnh của con gây ra thảm kịch cho người đó rồi mẹ ơi. Khi bị lừa gạt mất đi đôi mắt thì người đó cũng đau khổ lắm, vì bị tước đi ánh sáng của cuộc đời. Nhưng khi biết được đôi mắt của mình được cứu giúp cho con được sáng mắt thì người đó rất vui và hạnh phúc lắm. Tại sao lại như vậy hả dì? Vì người đó là anh cùng mẹ khác cha với con đó, là chính tâm chồng của con lẹ đó. Chính tâm là con ruột của mẹ con đó. Cũng vì hoàn cảnh nên dì phải nuôi Tâm đến khôn lớn. Mẹ ơi, những lời của dì Nguyệt mới vừa nói có phải là sự thật không hả mẹ? Chính Tâm là người cho con đôi mắt sao hả mẹ? Chính Tâm là anh ruột của con hay sao hả mẹ? Nhưng mà vì nguyên do nào mà mẹ lại bỏ anh Tâm? Mẹ để cho dì Nguyệt nuôi vậy hả mẹ?
Đâu giờ con chưa hề nghe mẹ nhắc đến người anh này. Mẹ bỏ rơi anh ấy hay sao hả mẹ? Thằng Tâm nó bất hạnh khi mới lọt lòng, đã không được mẹ ruột nuôi. Rồi cũng chính mẹ ruột thằng Chính Tâm là người gián tiếp hại cho nó mù lọa. Mẹ lại đối xử tàn nhẫn với anh Tâm như vậy chứ? Trong khi con được cưng chiều, sống trong đệm ấm chăn em, còn anh Tâm thì lại sống trong túng thiếu cả vật chất lẫn tình thương của mẹ. Rồi khi biết được mẹ của mình đã bỏ số tiền ra mua đôi mắt cho em trai của mình, chắc là anh Tâm đau khổ đến chừng nào hả mẹ? Chính Tâm là một đứa sống biết nghĩ cho người khác. Sau khi biết được em trai của mình đã giữ đôi mắt của mình thì nó vui lắm. Chỉ còn nhớ in cái câu mà nó nói, sự mất mát của nó coi như là cũng có ý nghĩa. Nó mù nhưng để em trai của nó được sáng mắt thì không có gì mà phải hối tiếc hết đó. Ông ơi, mẹ ơi, nói cho con yêu lắm đâu ơi. Mẹ, bà Phú, mẹ ơi, bà Phú, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ, bà bình tĩnh đi, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ, bà Phú ơi, sao vậy mẹ? Mẹ ơi, mẹ, bình tĩnh lại đi, chị Nguyệt ơi, mẹ con sao vậy đời chị Nguyệt ơi? Mẹ ơi, mẹ, bình tĩnh lại đi mẹ ơi.